chữ gì mất chấm máu rồi. Nhảy hết lỗi tí thôi mà. Này gọi là gì nhỉ? Phiên bản Son Goku. Sky phiên bản Son Goku. Tốt lắm. Rồi. Mũ 2 này. Chạy xuống để đi nhặt nốt giáp 3 là vừa đẹp. Chuẩn rồi. Chuẩn tính toán luôn. Ồ, 1-10 à? Không cần. Trong này thường có đồ mà ta. Tiếu liền. Vâng. Ồ, không kẹt được. Tí nữa thì kẹt được. Nhờn. Một khẩu súng trường và một khẩu tiểu liên à. Khó nhé. Bắn tao mày. Mày bắn trộm tao này. Tao đục nát cái tay cho mày coi. Nhờn. Nhờn. Thôi. Một, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đi đời. Chết rồi, hết đạn tiểu liên rồi. Cái thế hết đạn đi. Tôi cần là đạn tiểu liên. Tôi đạn tiểu liên hết đạn rồi. Thằng này không có nổ một viên cơ. Đạn đâu hết rồi. Chưa nhận được cái giáp 3. Ê, khó đấy. Ui gì vậy? Chắc phải có thằng nào bắn đi hay được như vậy. Mời. Được rồi, tốt rồi. Cái gì vậy? Quay video vlog này.
Nói nhiều là được. Địch đâu ấy, nó bắn. Nhờn. Thằng nào kia? Rồi. Nhìn anh ngầu như thế này là phải sợ. Lôi thôi là anh bắn. Trời ơi. Chẳng lẽ lại phun tâm một. Trời ơi, sắp đầy luôn cả cây. Ê, thằng nào bắn này? Nổ nó sinh cái vị trí đâu. Tao đã không thích bắn rồi thì lùi lại ngay. Bắn này. À thôi. À, vẫn phải nhặt. Ê, thứ cần là đạn tiểu liên chứ không phải mấy cái đạn súng trường. Trời ơi, trời ơi là trời. Ơ, sắp ra ngoài bo luôn rồi. Đâu, thằng nào đe dọa, nổ cho tay nào, bắn rụng hết. Tìm đánh nhát chứ. Ê, đạn tiểu liên này. Có đạn tiểu liên rồi thì ba lô đầy mất lựu đạn ăn mòn, vứt bom, vứt khẩu súng lục, nhặt đạn tiểu liên. Đi ba lô được nè. Ôi, dùng khẩu này mà xả. Bãi rác à. Còn bên mình 4 người thì trung bình là còn 10 người thì còn 6 thằng cường 2 đội. Khó nhỉ. Nghỉ lắm. Đằng này chúng bắn nhau ghê vậy. Ui, tôi kệ mấy ông ấy, làm gì làm, tôi nhặt thính đây. Thính nhè, chứ đi bo thu, mấy ông ơi. Còn có một thằng à. Thôi đánh chơi chơi tầm 1. Dễ quá. Cả để đánh nghịch nghịch cũng tầm 1. Thằng kia sẽ tự đầu hàng. Nhìn biết trước kết quả.